mập có thể là ốm được, ốm có thể là mập được, nhưng mà lùn không bao giờ cao được. Điển hình là tao. Cái giò nó bằng cái mình tao luôn vậy đó. Đứng qua đây coi. Thôi ba. Đứng qua đây. Đứng sao? Đứng ra đây coi. Đứng qua đây mà, bỏ đôi guốc ra coi. Ngày xưa chị em mình chơi có cùng nhau mãi chị không nhớ à? Hồi xưa mày chở đi ăn cà lem của em nhá. Trời ơi con bé, mới tới nách nhỏ người ta. Người ta có câu là sống trên cuộc đời này phải có danh với núi sông. Ít nhất tên của chị phải được search trên Google. Nhưng mà search với nội dung gì là một vấn đề khác đó. Hoa hậu quý bà. Hoa hậu quý bà nào thì được. Ba. Alo. Cái gì? Trời đất ơi, đâu phải chó. Nhà tôi không có nuôi chó. Bà nội ơi, mệt ghê. Cái gì? Bà nói một lần nữa là tôi qua tôi hốt tôi nhét cái họng mà. Tôi yêu quá à. Ăn vốn lộn người bà nội. Ơi, nó nói chuyện tưởng như thi hoa hậu. Hoa hậu kỳ tơ không. Làm gì Ngọc? Đau bụng người vô trong con. Gì ba? Làm gì á? Dạ. Con đang tập. Tập cái gì bạn? Không có. Con tập đi theo hoa hậu. À, theo hoa hậu trên phường á hả? Hoa hậu quý bò. Mày đi theo hoa hậu hả? Dạ. Ai chấm cho mày? Ôi ba mắc cười quá. Bây giờ là người ta có hoa hậu quý bà là tuổi con trở lên không đó. Mày có thi hoa hậu phù thủy thì được. Trong đó ba phù thủy mày đẹp nhất thì được. À, sao á, ba phải tin là con ba đẹp đi ba. Ví dụ bây giờ con có là hoa hậu đi, ba cũng nở mặt nở mày đúng không? Cái lúc mà trao giải thôi, là ta mời ba lên đó. Thôi cái mặt tao nở chừng này đủ rồi. Ba cười. Bây giờ có chồng có con là lo cho chồng cho con đi thi hoa hậu. Hoa hậu là phải đẹp, người ta phải lộng lẫy, cái mặt sáng. Thấy không? Cái mặt mày cỡ 4 cái chén bánh bèo là để là hợp lý luôn mà thi hoa hậu. Từ đây tới đó con sẽ phấn đấu để có thể trở thành một hoa hậu. Con sẽ giảm cân. Mập có thể là ốm được, ốm có thể là mập được, nhưng mà lùn không bao giờ cao được. Điển hình là tao. Đó là ba. Ba là đàn ông, còn con là phụ nữ. Con có thể mang giày 2 tấc cũng được. Thí dụ mà lùn quá con chơi cà kheo đi luôn. Con này nó chưa hiểu vấn đề đó. Hiểu gì? Cái tiêu chuẩn gọi là tối thiểu để thêm hoa hậu là nó phải cao, phải nhan sắc là ô cơ. Thì con sẽ hóa trang làm sao cho con đẹp lên. Hoa hậu là phải hội tụ đủ về kiến thức, về hình thức, kỹ năng, kết quốc. Cái gì ba? Kết quốc là đi qua lợi đó. Phải mày phải biết hoa hậu là nó gì. Mày thấy hoa hậu chưa? Con coi tivi hoài. Coi tivi cho bằng mắt thường. Đây cho mày gặp hoa hậu. Đó. Thấy chưa? Ngồi đây con. Chào ba. Em ở chị ạ. Nhớ không? Làm sao nhớ được? Ai vậy ba? Con Duyên á, lúc mình ở dưới quê là nó có 3-4 tuổi à. Ủa lúc đó nó xấu quá à. Sao giờ nó lớn nó đẹp vậy? Con nít làm sao biết sau này lớn cháu hay đẹp. Bây giờ mày thấy không? Đây. Cái giò nó bằng cái mình tao luôn vậy đó. Đứng qua đây coi. Thôi ba. Đứng qua đây. Đứng sao? Đứng ra đây coi. Đứng qua đây mà, bỏ đôi guốc ra coi. Hồi xưa chị em mình chơi coi cùng nhau mãi chị không nhớ à. Hồi xưa mày chở đi ăn cà lem của em nhá. Trời ơi con bé, mới tới nách nhỏ người ta. Con cũng tới cái đầu của nó chứ. Nó hoa hậu ra Việt Nam đó. Trời ơi, đẹp dữ thần vậy em. Ủa chị vừa chê em hồi bé em xấu lắm mà. Thì hồi nhỏ xấu lớn đẹp. Hồi nhỏ chị đẹp dữ lắm. Sao giờ mày xấu dữ vậy? Thì đó, ba nuôi sao mà con xấu vậy đó. Mày vô duyên quá. Xấu đẹp là do mà cái quy định của nhân loại chứ. Thôi ba ơi, tại ngày xưa má đẹp lắm. Má lấy ba xấu mà cái gen ba mạnh quá. Con xấu giống ba. Biết vậy đó con suối má lấy ông khác rồi đi. Má mày lấy ông khác chắc có mày hả? Con muốn làm hoa hậu à. Ba đừng chê con nữa. Ngồi xuống. Trời ơi hoa hậu tới nhà. Ra là nãy giờ là chưa có lời chào đến ba với cả chị. Nãy vô khoanh tay chào rồi. Ngày hôm nay là em qua thăm bác với cả thăm chị. Với cả là hôm nay là cũng nghe Phong Phanh bảo là chị có ý định đi thi hoa hậu đúng không? Đúng rồi. Chị có cần em cho chị những lời khuyên hay là cho chị những cái kinh nghiệm gì không? Khoan, ta thấy ta đâu có lẩu gì đâu. Ai phạt ai vậy? Ngồi xuống. Em, chị đang muốn hỏi là bây giờ thi hoa hậu mình cần cái gì?
Chị thấy là, bây giờ thi hoa hậu là cần cái gì không biết, mà đừng cần cái tướng vô công đó được rồi. Thi hoa hậu thì phải cần chiều cao ạ. Nhỏ, nói vô một vấn đề xong tan tành chất bọng. Không, em chưa nói hết. Đấy là thi hoa hậu như bọn em thôi. Còn nếu mà chị thi hoa hậu quý ba á, chiều cao thì đừng thấp quá là được. Chị mang dài vô là cũng 1m7 chứ bộ. Nói chung chị thấy là bây giờ chị là sắc đẹp có, chiều cao thì cũng tạm có đi, không? Mà chị rất tự tin nữa. Trời ơi, trong cái phường này ai đẹp bằng chị? Em bảo này, tại sao bây giờ là chồng con đề huề các thứ rồi, tại sao đi thi hoa hậu làm gì, sao không ở nhà chăm sóc cho chồng con đi? Không em, bao nhiêu năm rồi chị ở nhà là một người phụ nữ của gia đình, bây giờ chị phải bước ra ngoài, chị phải có danh phận chứ. Người ta có câu là sống trên cuộc đời này phải có danh với núi sông. Ít nhất tên của chị phải được search trên Google. Nhưng mà search với nội dung gì là một vấn đề khác đó. Hoa hậu quý bà. Hoa hậu quý bà nào thì được. Bà. Cháu lắm tôi ơi, mà đi mà nhục nhã mà gia đình lắm. Dưới quê đó trời ơi, con đi thi hoa hậu. Gộp. Ba kỳ quá, thí dụ em nghĩ đi, nếu mà chị làm hoa hậu thì như em làm hoa hậu gia đình em cũng nở mặt nở mày đúng không? Rồi cái người ta biết tới mình là người nổi tiếng thì mình cũng được nhiều cái lợi ích lắm. Nè, ai gọi mày nè? Nên chị... Alo, cái gì? Trời đất ơi, đâu phải chó, nhà tôi không có nuôi chó, bà nội ơi. Mệt ghê, cái gì? Bà nói một lần nữa là tôi qua tôi hốt, tôi nhét cái họng mà. Nguy hiểm quá à, ăn vốn lộn người bà nội. Cái gì vậy? Trời ơi, này, chị... Chó nhà ai đi bậy xong cái đổ thừa nhà mình nổi điên không? Trời ơi, nó nói chuyện tưởng như thi hoa hậu kỳ tơ không? Sao ra chị lại nói chuyện như thế? Ủa, hoa hậu là không được nói chuyện. Tới giờ dạ bộ này, cầm điện thoại lại nè. Hoa hậu là phải cầm... á nhẹ nhàng chuyện, đúng không? Đúng rồi, nhẹ nhàng kiểu như điện này thoại này. Cho bà nè, điện thoại cho bà Chính, xin lỗi bà nè. Alo, cháu đây. Vâng, có chuyện gì không ạ? À, con chó nó đi bậy ấy ạ. Dạ không có vấn đề gì đâu bác, tí nữa cháu dọn cho ạ. Dạ đó, chỉ phải nói chuyện như thế. Thấy chưa, thấy hoa hậu người ta nói chuyện đó, chưa? Trời ơi, sao lại ai lại chửi hết, chửi tung lên như thế trời. Phải nói chuyện vậy hả bà? Đâu, gọi lại nói chuyện thôi. Alo, dạ con Ngọc đây. Ủa bà cướp máy rồi. Bà nói gì mà bà cướp bà máy? Bà nói mày đừng có xạo, con Ngọc không bao giờ nói cái giọng này, bà cướp luôn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa, sao tôi mệt quá, hai chị em mày nói chuyện đi. Tao đi công chuyện, lát tao về, nghe chưa? Con, dạ. Khi nào mà... Ê, bà thôi giờ để bác chở đi vòng vòng thành phố. Nhưng mà phải chỉ con vài cái phần ứng xử thôi, chứ. Bây giờ bác cứ đi, đi đâu à? Đi đi ạ. Dạ. Con phải biết một điều. Dạ. Có những sự cố gắng, nó trở nên vô ích, con hiểu không? Dạ, con chào bác ạ. Ừ. Dạ. Trời ơi, con nhỏ, nhìn cao mà bực luôn á. Ơi chị ra đây. Ơi chị cái phần ứng xử, chị nghĩ cái phần đó là cái phần mà quyết định là mình có được hoa hậu hay không. Không, bây giờ trước tiên là chị phải đi dép cho em, thì sẽ cho hoa hậu thì lại chân đất chân nôi này nhỉ. Rồi. Giờ chị đi dài vô ha. Rồi. Giờ chị làm gì nữa? Thi hoa hậu là mình phải có thứ nhất là về trình diễn này. Cái thứ hai là mình sẽ có những cái phần thi về ứng xử như thế nào này. Nhưng mà nó có một cái phần thi mà em không biết là chị có ngại không. Đó là phần gì? Thi là mặt mộc quá. Ủa là không có trang điểm gì luôn hay em để mặt trắng trơ trắng trạch đó hả? Đúng rồi, là bác sĩ thẩm mỹ xem là mình có phẫu thuật thẩm mỹ cái gì không, mình có chích môi hay là mình có làm gì không đó. Chị sợ là khi mà chị tẩy ra đó thì bác sĩ sẽ khuyên chị nên sửa. Đến phần diễn bikini đi. Bởi vì là cái phần diễn bikini là cái phần diễn mà tất cả mọi người đều trông đợi. Chị nghĩ là với cái phần bikini của chị chắc không ai trông đợi đâu em ạ. À, đây là đồ để chị mua để chị chuẩn bị cho cái show diễn của mình đó. Có cái phần trang phục gợi cảm, chị đã mua bộ này. Cho nên hay là thôi bây giờ mình mặc bikini nhưng mà mình chỉ che mỗi cái bụng thôi. Giống rồi. Mình thử nhá. Một là chị cầm tay giống như em nhá. Kiểu chị đi chị phất qua phất lại như thế này này. Rồi còn hai là chị khoác lên người giống như kiểu là mình che che các thứ khi nào mà ví dụ như là kiểu mình đến lỗ chỗ quay ấy. Rồi. Mình ấy như này này. Rồi. Đó, để kiểu giống như hiệu ứng ấy. Ok. Đi vậy. Còn chị đi làm sao? Nhưng mà sao chị lại che mặt như thế? Tại chị sợ á, chị cũng không muốn mọi người biết thân hình đó là của chị em mà. Bây giờ chị không tự tin ở phần thi bikini ở chỗ nào. Chị phải nói em, bây giờ chị có thì chị nói thật với em này thì. Chị không có gì, chị mới ngại. Chị sợ. Chị ngồi đây với em, chị ngồi đây với em. Vòng 1 chị cũng không có, vòng 2 chị cũng không có, vòng 3 càng không. Ê, ủa? Anh. Chào em. Chào anh. Mới về à? Dạ. Ừ, biết bà đi thi hoa hậu chưa? Đó, em biết chị đi hoa hậu nên là em về một cái là em qua thăm chị rồi là em chỉ với chị mấy cái nè. Anh đang giúp bà đây nè. Đồ ăn tôi làm cho bà, chỉ có rau thôi. Từ đây sắp tới cho tới lúc thi,
ăn như bò như dê, không được ăn miếng cơm miếng thịt nào hết. Con heo nó ăn rau không, nó cũng mập vậy. Tôi sẽ làm bà không giống nó. Lên đây tập thể dục đi rồi ăn. Đợi xíu nha em ngồi chơi bác. Thế bây giờ là đến giờ chị phải tập thể dục rồi đúng không? Thôi rồi, bây giờ mình cứ phải tập thể dục đi đã. Rồi là có gì tối nay em sẽ quay lại xem là chị cần của em những cái gì nữa thì em sẽ nói thêm với chị nhá. Cảm ơn em. Cố lên nha. Cảm ơn em. Thì con bé đã giúp là coi như là bà muốn thấy đậu rồi đó nha. Cảm ơn em. Em chào anh. Bye bye. Bye bye. Sao bà Hậu ta nói chuyện nhỏ nhẹ quá ha. Đẹp, dễ sợ. Trước tiên là phải nhảy dây tầm 500 cái thôi. Thiệt. Mình phải rút cho khô nước trên người đi. Bây giờ nhảy trước đi rồi lát tôi đo đồ cho bà. Bữa nay đơn giản thôi, không có gì hết. Bữa nay bớt nhảy lại. Không bớt được. Trời ơi. Bà có muốn thi hoa hậu không? Con á. Bà muốn đăng quang không? Muốn. Bà muốn bà là hoa hậu quý bà không? Muốn. Nhảy đi. 500 cái ăn thua gì? Để cái dây như vậy đúng chưa? Đúng. Rồi bây giờ mình nhảy 2, 3, vô. Quá. Nhảy dây thì cầm cái dây nhảy. Nhảy như tôi nhảy vậy nè. Ủa? Thôi môn này chút xíu nữa tập đi. Cho chị ăn sáng giờ chị chưa ăn gì hết. Không được, cấm đụng vô. Nếu không nhảy dây. Bài tập mông. Đây. Chị nghĩ mông chị đã đủ rồi. Không chị đủ. Chị sẽ trồng chuối cho bụng chị mặt dồn xuống mông. Bikini quan trọng là cái mông. Nè. Xuống. Hay quá, em làm mẫu đi, chị sẽ tập cục này. Trời ơi. Trời ơi nó nặng. Cục kia. Không, cục này. Rồi bà làm đi. 2, 3. Đây là mông hải tạ. Cũng to chưa bà? Chị đau lưng quá, chị đau lưng quá em ơi. Trời ơi, cái cục tạ này nhiêu ký vậy? Cục tạ này nó có 10kg à. Trời ơi trời. Chưa xong, qua đây chưa được tập eo nữa, đứng dậy. Eo gì nữa? Nè, cầm vậy nè nha. Trời ơi trời. Trời nó siết cái eo lại. Cho nó siết cái eo bây giờ mà. Hay là bà muốn đổi cục kia? Cục này. Rồi xiết đi. Xiết kìa. 2, 3. Làm nhiều vô, càng nhiều càng tốt. Gì vậy? Gì vậy? Nghỉ. Chị mệt quá. Chị mệt quá rồi. Cho chị ăn sáng giờ chị chưa ăn gì. Ăn tô rau này vô đi. Ủa, giao đồ ăn cho ai vậy? Cho chị Ngọc hả? Rồi, được rồi, đưa đi cho tôi. Rau không có gì đâu mà ăn, làm sao chị ăn nổi. Ủa, chị Hai đặt đồ ăn hả? Cho chị Hai ăn. Ủa chị Hai, em nghe đồn là chị Hai đi thi hoa hậu mà, đúng không? Hoa hậu mà ăn pizza. Đói. Hoa hậu gì? Hoa hậu quý bà. Quý bà gì mà quý bà ăn pizza không có được. Đi thi hoa hậu không được ăn pizza, trời ơi. Chị Hai nói cho chị Hai ăn. Chị Hai, nghe em nói nè, ngồi xuống đây. Kiềm chế lại. Đi thi hoa hậu không được ăn pizza. Hiểu không? Mình chỉ được ăn rau thôi. Ăn pizza mập lắm. Nhưng mà mình ăn một chút xíu thôi không có mập. Bây giờ nào chị muốn ăn đúng không? Đừng ăn. Suy nghĩ trong đầu là mình đang ăn pizza nhưng mà thật ra là mình ăn rau. Đây để em chỉ cho. Mình phải giảm cân chứ. Bây giờ chị đang dư tới 8kg lận. 8kg, nó vô ở đây hết 4kg. Người ta nói là không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Biết đâu chị ăn chị bổ bề dọc không cao. Bây giờ không có được. Tôi nói bà kẹp, bà đứng dậy. Thôi chị Hai ăn. Bà có muốn thi hoa hậu không? Chị Hai nói muốn. Bà có quyết tâm không? Bà có muốn bước lên đài vinh quang và bà trở thành hoa hậu không? Muốn không? Chị Hai đau quá. Nghe lời em. Tập đi. Nghe lời em. Tập tiếp bài mông cho em. Cố lên chị Ngọc. Cố lên. Chị sợ mấy cái vụ hãy này lắm. Chị Hai. Hai. Tập xong đi em cho ăn. Cố lên chị Ngọc. Chị là quá hậu rồi. Lắc hông liền, lắc eo liền. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Nhanh lên. Đúng rồi. Nhanh lên. Đúng rồi. Tôi sẽ là hoa hậu. Tôi sẽ là hoa hậu. Chị là hoa hậu rồi. Tôi sẽ là hoa hậu. Chị sẽ là hoa hậu. Tôi sẽ là hoa hậu.
Cái gì vậy? Chị hai? Chị hai? Tính ra bà sụt 1 mét rồi. Ghê quá. Chết rồi. Giờ sao? Đỡ lên ghế. Sao vậy? Chết rồi. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, chị làm sao vậy? Tự nhiên bà xỉu bất tiêu rồi. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Chị hai bị xỉu quá ba. Tao nói bao nhiêu lần rồi, qua hậu qua hiết làm cái gì rồi ăn không ăn rồi. Thể dục quá nên sợ. Rồi tỉnh rồi chị hai. Cái này là bình thường ba ơi, tập thể dục. Trời ơi, nãy anh hướng dẫn chị tập như thế nào mà để chị ra nông nỗi như này. Cái mông bà nhỏ, bụng bà bự quá thì anh bắt tập. Hai đứa bay cũng ăn lắm. Hai đứa bay cũng phải thừa biết là ai có thể làm hoa hậu và ai không thể làm hoa hậu. Thì tụi con biết, nhưng mà tụi con đâu có nỡ lòng nào dập tắt ước mơ của chị hai. Trời ơi, nhìn cái cục tạ to như thế kia mà chị tập bé như thế này. Ăn nó phải đúng không con? Cái gì phải có phương pháp của nó. Giờ nhìn như mấy con gà chết thấy không? Tình đó chị. Chị ơi, em duyên nè. Ba con đói. Đói thì mày ăn đi. Nó không cho con ăn. Nè ăn đi chị hai. Trời ơi. Không ăn rau. Sao lát gì em xem nào. Chết, sao đây là cái khẩu phần ăn của chị cả ngày hôm nay á ấy. Anh nghiên cứu dữ lắm á. Ăn này là ăn suốt cả tháng mới được xuống. Trời ơi, sao là cả ngày mà chỉ có ăn rau với cả trái cây không thế này. Không biết ăn chế độ nào mà nó càng ăn bụng càng bự. Nói chung ý là ăn theo chế độ thì là mình phải vẫn có đầy đủ tất cả các chất. Mình vẫn phải có thịt, cá, rau. Nhưng mà mình sẽ hạn chế tất cả mọi cái. Làm sao mà để cho nó mình lựa chọn những cái thực phẩm mà nó ít béo nhất. Chứ bây giờ anh cho chị ăn như toàn rau như bò như này làm sao mà chị sống được. Đây nè, đây là rau phối hợp với thịt. Đúng mà. Thôi. Tập bài hết được rồi. Đâu trời ơi. Để ba nói cho con nghe nè. Ước mơ làm hoa hậu ai không có. Nhưng mà cái ước mơ với cái thực tế là nó phải phù hợp. Người ta phải cao to đẹp như vậy thì ước mơ làm hoa hậu, rồi ta phấn đấu, rồi ta học hỏi, rồi người ta mới trở thành hoa hậu. Còn mày có một khúc giống như cái khúc mà chả lụa, biết cái đòn chả lụa không? Dạ biết. Nè, đây giấy tờ cái bên cái chỗ mà công ty tổ chức hoa hậu Miss gì đó. Đâu con xem nào bác, cho con xem. Nó gửi cho con nè. Nó gửi trả lại hồ sơ. Hả? Nè. Trả lại. Đây, ta mới nhận được cái chuyện phát nhanh nè. Tất cả hồ sơ để đi thi hoa hậu nó gửi lại hết nè. Trong đó nó gửi thêm một cái tờ, nó ghi bằng tiếng Anh thì cục thi quốc tế mà. Dạ. Ta đọc cho nghe. Dear Ngọc. Dạ. Everything over. Gì ba? Đó, ta cầm thứ chấm hết. Đó. BS ATSM. Là cái gì ba? Ảo tưởng sức mạnh. Mày rảnh quá ha. Là con không được hoa hậu hả? Cái ông mà chỉ bắt nhanh, ông nói là cái hồ sơ này mới lên trên bàn mà tẹt tiễn lửa là nó đứng ở dưới cái rổ á. Người ta tiễn 3 lần dẫn đứa rõ trả lại cho bổ chủ. Nghĩ sao thiếu hoa hậu có? Thôi gì phải em bảo này, nói chung là bây giờ là mình cũng không còn trẻ trung gì hết cả. Mà mình còn có gia đình này thì làm sao mà đâu có cần thiết là phải đi họ làm gì. Con biết rồi. Nhưng em vẫn tin chị có thể làm hoa hậu. Thôi anh này, anh nhìn mà anh như là cá chết rồi như này, anh không sợ hả? Con biết rồi. Gì vậy? Ba, con biết rồi. Từ nay sao con sẽ sống thật với bản thân mình. Đừng. Con sẽ không vào. Trở lại ăn đi anh. Con sẽ ăn uống đàng hoàng. Nhưng mà con muốn biết cái lý do mà con không được chọn. Có phải là vì con lùng thôi đúng không ba? Không, tại mày xấu. Chắc mệt. Đừng có ăn mà phải quyết tâm lên.